Vừa qua, một người phụ nữ được tìm thấy trong chuồng tại một ngôi làng hẻo lánh ở Philippines bởi Chida Kurecha Nguyen, người đi bộ qua tỉnh Cebu vào hôm ngày 25 tháng 8. Lúc đầu, Chida tưởng người phụ nữ bị kẹt, nhưng sau đó nhận ra cô có vấn đề về thần kinh. Người bị nhốt khoảng 45 tuổi, được hàng xóm gọi là Manon, không rõ tên thật. Người dân ở đây cho biết họ nhốt người này trong chuồng 25 năm nay kể từ khi mẹ cô mất và bố bỏ đi. Chuyện này không phải điều hiếm ở vùng nông thôn Philippines. Theo nhiều báo cáo của Guardian và WHO, người dân cho biết người phụ nữ sống một mình kể từ khi mẹ cô qua đời và cha dượng sang nước khác để làm việc. Cô suýt bị xe tải cán qua nên người dân hùn tiền xây một chuồng nhỏ bằng xi măng có cổng sắt cho cô. Hàng xóm nói với Chida rằng họ lo sợ người phụ nữ sẽ tự gây nguy hiểm cho chính mình nên quyết định nhốt cô vào đó. Sau khi nghe chuyện, Chida đi bộ sang làng bên và xin giúp đỡ. Trước khi đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, cô cho biết tại sao cô ấy lại bị nhốt vào chuồng như động vật. Ngay cả khi cô ấy có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không đáng phải sống như vậy. Cái chuồng được xây bên cạnh ngôi nhà cô từng sống với bố mẹ và hàng xóm thay phiên nhau mang thức ăn đến cho cô. Chida bảo cô bị sốc khi nghe câu chuyện về cô gái này. Hành vi vô nhân đạo như nhốt người vào chuồng vẫn liên tục xảy ra ở những nơi hẻo hút trên khắp Philippines. Giải thích cho những vấn nạn này, người dân địa phương cho biết chi phí điều trị bệnh tâm lý thực sự là một gánh nặng với nguồn thu nhập của họ hiện tại. Song yếu tố thúc đẩy họ làm ra hành vi tàn ác như thế không chỉ là túng thiếu mà còn là kỳ thị và sự e dè, sợ hãi trước bệnh thần kinh.